Ok, xin chào các bạn, đây là con bọ cạp bạc. Thì cái đầu này là làm bằng sừng châu Phi nguyên chất này, sừng trâu của châu Phi. Còn đây là đầu bạc. Cái thân này mình cũng là chất liệu là bạc, đây cũng là bạc. Đấy, rất là to. Và cái cán này dài, mình cầm rất là chắc tay, chỗ này có những cái mấu để mình cầm nó đều tay được, nó bám sát vào tay. Mình sẽ cầm như này. Đó, và mình sẽ đánh. Mình đánh ở đâu? Mình sẽ đánh bạc này ở trên khắp, trên mặt, ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, hai bên cột sống và hai bên vai, bờ cơ thang này. Có thể đánh toàn thân, đánh cả trên bụng, cổ họng nữa, cứ đau đâu đánh đó, hoặc là đánh khắp mặt để giải độc. Mục đích của chúng ta dùng cái bạc này từ ngàn xưa là dùng để đánh gió giải độc. Đây các bạn xem này, ví dụ đau mỏi cổ cái mình đánh dọc hai bên cột sống này. Đấy, thấy chưa nào? Thì đánh như này có người nó rất là đen, đen xì luôn. Đấy, có người thì nó hơi đen, có người thì không có vết đen nào thì kệ nó. Đây, bắt đầu tạo ra vết đen này này. Mình sẽ đánh cả ra hai bên như này, đánh nhẹ nhàng thôi. Mình có thể dùng thêm một ít chất bôi trơn, ví dụ như dầu dừa chẳng hạn, hoặc là kem Vaseline ấy, mình bôi vào. Đấy. Hoặc là những người nào hàn quá, cổ vai gáy lạnh ấy, mình có thể bôi ít dầu cù là cao cúc vàng, mình đánh như này. Đấy. Bắt đầu ở vùng này đen lên rồi này. Đó là, và nhất là dọc hai bên cột sống này này, tạo thành một đường đen hai bên này, hai đường đen này, vai này. Thì có người đen ít, đen nhiều, có người khỏe mạnh thì không bị trúng gió, không có gì thì nó không đen. Đấy, nhất là ở trên này, trên gáy này, đen xì này. Thì cái này mình cầm thì nó có hai cái quả tròn này hai bên, thì nó chạy dọc hai bên cột sống, mục đích của mình là vậy. Và khi mình đánh nó hiệu quả hơn và nó tiết diện nó nhanh hơn, và mình cầm cái này nó rất là tiện. Với cả nếu mà không có người nào làm cho mình ấy, thì các bạn có thể cầm cái này, các bạn có thể với ra sau cổ vai gáy này. Cái này nó dài khoảng 19-20cm, mình cộng cái này khoảng 3cm nữa là khoảng 23cm, cho nên là mình với được ra khắp đằng sau lưng thế này, cổ vai gáy. Tự mình có thể làm được cho mình, chữa đau mỏi cổ vai gáy này, rồi đau lưng, đau đầu gối, tác động mình sẽ chà trực tiếp lên đầu gối, rồi mình sẽ chà trên lòng bàn chân, lòng bàn tay. Tóm lại là cứ đau đâu chà đó. Đấy, để chữa đau, chữa thấp khớp, hoặc là mình trà để mình giải độc toàn thân. Đó. Thế đen xì này, thế đen như này á, thì các bạn có thể lấy cái giấy khô ấy, giấy ăn ấy, các bạn lau, đừng lấy giấy ướt. Lấy giấy ướt là dễ bị cảm lạnh lắm, cảm hàn lắm. Đấy, chúng ta lau đi như này. Có người phải đánh như vậy khắp khoảng 3 lần nó mới hết cái đen này. Thì mình cứ đánh 3 lần thôi, một ngày mình cứ làm khoảng một buổi như vậy, một buổi đánh 3 lần cho tới khi nào nó hết đen thì thôi. Có người đánh cả tuần vẫn còn đen. Đấy, chúng ta nhìn này, vết đen xì này, đúng không nào? Đây, trường hợp này đen vừa phải, còn có trường hợp là đen như nhọ nhồi luôn, và đánh lần thứ hai, thứ ba vẫn còn đen. Đấy, đấy thế này này. Đấy, và hôm sau mình lại đánh tiếp. Những người nào đen quá mình lại đánh như vậy một lượt, hai lượt nữa, cứ đánh xong rồi lại lau, rồi hôm sau lại đánh tiếp như vậy cho đến khi nào khỏi hẳn thì thôi, hết cả vết đen. Khi nào nó không còn đen nữa là như vậy mình đã giải độc hết rồi. Các bạn có thể tự dùng cái con bọ cạp bạc này, các bạn đánh dọc hai bên cột sống và khắp vùng vai, vùng lưng, vùng bụng, vùng đầu gối, vùng đùi, lòng bàn chân, lòng bàn tay, khắp mặt. Tự mình có thể hoàn toàn với là sau lưng làm được cho mình, tại vì cái cán của con bọ cạp bạc này nó dài khoảng 20cm và cái đầu bạc ấy nó dài 3cm, như vậy có khoảng 23cm, các bạn có thể với được khắp. Trường hợp này là đánh lần thứ hai rồi, nó không còn ra màu đen như vừa nãy nữa rồi. Và các bạn nhớ rằng khi mà đánh cái bạc này ấy, là cảm giác cái chỗ mình đánh ấy, nó rất là nóng, nó nóng ran lên, tại vì đặc tính của bạc nó là nóng, làm ấm người rất là nhanh.